chiếc kính thương hiệu Kỳ Lân Luxury phiên bản tròn. Chiếc kính này có giá trị trên 300 triệu đồng. Sợi dây chuyền Vertu xen kẽ với nhau giữa các mắt logo Vertu bằng vàng này là viên kim cương 3 ly. Sợi dây chuyền này có giá trên 150 triệu đồng. Chìa khóa xe Mercedes có giá trên 400 triệu đồng. Mặt dây thắt lưng này được chế tác từ vàng nguyên khối và trong cái logo vương miện này có 3 viên kim cương vuông. Trị giá của mặt dây thắt lưng này là trên 150 triệu đồng. Sợi dây cá sấu hai mặt, một mặt là dát vàng, một mặt là da cá sấu màu nâu. Sợi dây này có giá 38 triệu đồng. Đôi giày Kỳ Lân đang sử dụng được làm từ da cá sấu handmade bởi Kỳ Lân Luxury. Đôi giày này có giá 150 triệu đồng. Vòng tay được cá nhân hóa theo tên của Kỳ Lân, chữ L, và một đầu bên kia là có viên kim cương 3 ly. Chiếc vòng tay này có giá trên 20 triệu đồng. Chiếc nhẫn vàng hồng logo này có logo vương miện của Kỳ Lân, mang thương hiệu Kỳ Lân Luxury. Chiếc nhẫn này có giá trị trên 50 triệu đồng. Đồng hồ Rolex chính hãng Daytona 116515 có giá trên 1 tỷ đồng. Túi clutch trị giá 150 triệu đồng được làm handmade bởi Kỳ Lân Luxury. Chiếc điện thoại Vertu Signature S vàng nguyên khối trị giá trên 300 triệu đồng. Và nguyên combo outfit mà Kỳ Lân đang sử dụng có giá trên 3 tỷ đồng. Kỳ Lân Luxury đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.